Hello everyone, how are you today? I'm great. Now, today we will learn Unit 10, A New Friend. Now open your student book on page 68 to learn with me. Now, let's go! Now, you will look at the picture, listen and repeat. Are you ready? Now, let's listen. Listen and repeat. Long, long. Short, short. Black, black. Curly, curly. Straight, straight. Now, you will listen and repeat all the words after me, please. Long, short, black, curly, straight. Các con vừa mới được học cách tính từ để mô tả về tóc. Để nói tóc dài, chúng ta sẽ nói long hair. Tóc ngắn, ta sẽ nói short hair. Tóc đen, ta sẽ nói black hair. Tóc quăng, ta sẽ nói curly hair. Và tóc thẳng, ta sẽ nói straight hair. Và bây giờ, cô sẽ có một bài tập nhỏ dành cho tất cả các con. Ở bài tập này, các con sẽ lắng nghe và chọn vào bức tranh có từ mà mình nghe được nhé. Nào, chúng ta hãy cùng lắng nghe và làm bài tập. Now, listen and choose the correct picture. Curly, curly. Now, can you choose the correct picture? Các con đã chọn được từ đúng cho mình chưa? Chúng ta hãy cùng kiểm tra đáp án nhé. Let's check. Curly. That's right. Curly is the correct picture. Go on. Short. Short. And which pictures do you choose? Now, let's see. Short. And that's a short. Now, let's move to the last one. Black. Black. Have you got it? Now, let's see. Black. And the answer is black. Is it right? Now you have got an exercise. Now we continue with the next part. Các con vừa mới hoàn thành xong phần bài tập nghe và chọn từ đúng. Bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục bài học với phần kế tiếp nhé. Now let's go. In this part, you will listen and read the story. Now look at the pictures. Can you see Tim and Rosie? Yeah, and they have new friends. Do you want to know who are they? Now, let's listen. Ở bài học này, các con sẽ cùng lắng nghe và theo dõi câu chuyện để xem người bạn mới của Rosie và Tim là ai nhé. Now, let's listen. Have a new friend. Look, this is Alice with her teddy bear. She has curly hair. Yes, and she has blue eyes. My new friend is Adam. He has curly hair too, but he doesn't have blue eyes. Look over there. It's Adam.
Adam? He's with Alice. Are you friends? We're brother and sister. We're cousins. And now we're all friends. I have a new friend. Look, this is Alice with her teddy bear. She has curly hair. Yes, and she has blue eyes. My new friend is Adam. He has curly hair too, but he doesn't have blue eyes. Look over there! It's Adam! He's with Alice. Are you friends? We're brother and sister. We're cousins. And now we're all friends. Now we will learn about shapes. Open on page 70. Look, listen, and repeat. Now let's go. Square. Square. Circle. Circle. Triangle. Triangle. Now, you will listen again and repeat after me, please. Square. Circle. Triangle. Now, các con vừa được học 3 từ vựng về hình học. Các con thường thấy những hình này trong môn học nào? À, đúng rồi, môn toán. Và bây giờ, cô muốn các con cùng làm bài tập về các hình học này cùng với cô nhé. Now, let's go. You will find and count the shapes. Then you write. Các con hãy tìm và đếm số hình ở trong bức tranh này và viết vào trong ô trống. Sau khi làm xong, các con hãy kiểm tra kết quả nhé. Now, let's go. Now, let's count the shapes and check with me. Now, we will find squares first. How many squares? We have 1, 2, 3, and 4. So, you write number 4. Now, how many circles? Now, let's see. We have 1, 2, and 3. So you write number 3. There are 3 circles. And the last one, how many triangles? Now, 1, 2, 3, 4, and 5. So we have 5 triangles. You write number 5. Good job. Now, we will move to the next exercise. Now, I have one more exercise for you. You will look at a picture, read, and choose the correct words. Bây giờ, cô có một bài tập nhỏ nữa dành cho các con. Ở bài tập này, các con hãy nhìn vào tranh, đọc câu và chọn một trong hai từ màu đỏ cho trước nhé. Now, look at the first picture and read. She has short or long hair. Now, you choose short or long. Now let's see the answer. And the answer is long. So she has long hair. Great. Now let's move on another one. Now look at a picture and read. She has curly, short, or straight hair. Now let's check. And the correct answer is straight. So she has straight hair. Are you right? Good. Now let's move on to the next part. I think you really like this part. I have a song for you to relax. Now look at the shapes. You will sing and dance with them. Now let's sing and do. A square. Thank you.
It has four sides, they're all the same. It has four sides, they're all the same. It's a square! It doesn't have sides, it's smooth and round. It doesn't have sides, it's smooth and round. It's a circle! It has three sides, just one, two, three. It has three sides, just one, two, three. It's a triangle! It's time to say goodbye. Thank you for your watching. Goodbye and see you again. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học kế tiếp nhé.